Đúng rồi, nó mới mới vừa để xong. Xin chào mọi người. Đúng rồi, nó giống như người mình vậy đó. Cho nó cục đi, quăng cho nó luôn. Không giữ đâu, cho nó ăn đàng hoàng, nó không giữ. Không phải, con này không phải đầu đàn. Ừ, con này không phải đầu đàn. Con nhà khỉ cưng chưa? Con nó đi đâu mà lên nước như thế mà mới rồi. Sáng hôm 5.000 thôi đi bạn. Anh nó nói cho em nói gì cho em đâu. Hôm nay em cả nhà nên đã đi làm gì đâu. Không ngồi gặp cô này. Không đừng. Tạch quá đây bà leo, cái lẻ dữ trời. Có một di động nè. Nhỏ kia bị thị vụ đi đâu quá rồi. Chạy ghê này. Quen chạy với người ta. Đường này nó nhỏ lên xuống mà quen cũng được. Đây có hai chị em bạn gì nha. Con nào nó cũng bế, con nhiều thương như đâu bán lắm. Khá là hả? Mua bịch nữa không? Một anh ổng mà ổng giữ hai bà luôn kìa. Tới hai chị em luôn. Phút chập luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thôi đi mình đi. Mình bắt nó tròn gì con mới thương á. Mọi ghen dữ với cậu người đi. Ôi ăn không kẹp luôn. Bộn giá giấu thì thấy giấu không? Sao anh lấy rửa đâu ạ? Ở đây bỏ ra nên hộp đó. Ở cổ nó làm cái này. Nó lộn lắm. Nó đổ được hộng quên đó. Rồi, tối mở YouTube coi. Ừ, kênh Núi Khỉ Viba. Núi Khỉ Viba. Mở cái kênh đó đó. Phần nào trong kia gác má. Mãi mãi không đổ tới nàng. Phần gặp tương tư vì ai. Tiếng má vang lên phù phàng. Chỗ này không thấy bóng nàng. Bồ đề trong buôn nở hoa. Dòng kinh còn lưu vàng chữ. Bình an phù lên mây thu. Hồng trần hôm nay xa quá. Ai ơi không thể giải bày. Hỏi người xa đi vì đâu. Chắc chắn không thể quay đầu. Hoàng đầu tan theo bóng về. Trả lại người theo đằng xa. Vì sao đồ ta không quên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.